Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, fanpage Vita Diary Khỏe Để Sống Vui và nhà hàng Calosugon Tiêu Hóa Khỏe Trẻ Cơ Xương Khớp đã nhận được rất nhiều lời tâm sự cũng như các bài viết chia sẻ gửi về. Trong kỳ phát sóng này, Radio Yêu Thương xin được gửi đến tâm sự của một bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chiều nay có vị khách mang đến cửa hàng một khúc vải. Nghe loáng thoáng câu chuyện của chị ấy với bà chủ, tôi biết được là sinh nhật của mẹ chị khách sắp đến và chị ấy muốn tặng mẹ một chiếc áo dài. Bất chợt tôi nhớ đến 3 năm trước, khi lên Sài Gòn học may, tôi có nói với mẹ rằng: "Mẹ ở nhà giữ sức khỏe, con lên Sài Gòn học, con sẽ cố gắng học để trở thành một thợ may giỏi. Con sẽ may tặng mẹ một chiếc áo thật đẹp." Bỏ lại quê nhà sau lưng để mưu sinh nơi xứ người, lúc nào cũng tâm niệm sẽ trở thành một trụ cột vững chắc cho mẹ ở quê. Nhịp sống công nghiệp ở nơi phồn hoa đô hội, nghịch cảnh, mệt mỏi và áp lực bao nhiêu năm trời, riết rồi cũng làm tôi phai nhòa lời hứa ấy. Lúc nào cũng nghĩ đến kiếm thật nhiều tiền gửi về, vậy là đủ, vậy là ổn. Nghĩ lại buồn lắm. Đến giờ đã có thể may cho bao nhiêu người những bộ đồ thật đẹp và hợp thời, nhưng thật sự tôi vẫn chưa may nổi cho mẹ một chiếc áo. Ngày đó mỗi lần theo mẹ ra chợ bán cá, thỉnh thoảng có cô nào đi ngang mặc áo đẹp, mẹ hay tấm tắc khen, và có khi lại nói với tôi: "Con ráng học giỏi, nữa con lớn mẹ sẽ mua cho con của mẹ một bộ đồ thật đẹp như cô ấy." Tôi cũng chẳng mãi may để ý, vì tôi biết cũng chỉ là lời hứa suông. Mà tối về, mẹ cũng lại trông đèn và vá áo cho tôi đi học. Mấy chiếc áo mẹ đi bán cũng có mấy cái được nguyên vẹn đâu. Tôi buồn thật nhiều, vì đôi khi chính bản thân mình cũng quên mất đi lời hứa nhỏ nhoi năm nào. Cô gái chiều nay có thể nhớ rõ cả số đo của mẹ, nhưng với tôi, tôi cũng chẳng biết được đôi vai gầy nhom của mẹ sẽ phù hợp với kiểu áo nào. Màu da cháy nắng của mẹ cũng chẳng biết nên đi với tông màu vải nào cho hợp. Tôi cũng biết rằng giờ đây một bộ đồ lộng lẫy, một chiếc nhẫn vàng xa hoa cũng chẳng còn nghĩa lý gì với mẹ. Nặng gánh thay cha nuôi tôi từ nhỏ, cái gì cũng dành hết cho con. Mẹ không chỉ hao gầy cả một thời thanh xuân nuôi tôi, mà còn hao gầy cả một đời nặng nhọc, mòn mỏi sức khỏe. Ở quê nhà, giờ đây bữa cơm cũng không còn ăn rau luộc và nước mắm ớt kham khổ như xưa. Nhưng tôi biết tuổi mẹ cũng chẳng còn thèm khát một bữa ăn thịnh soạn, đầy ắp cơm thịt. Ngon lành chi một bữa ăn cô quạnh giữa gian nhà. Thân cảnh xa xứ, mẹ quê đơn chiếc, tôi chỉ cố gắng quan tâm từ xa, để mẹ biết tôi vẫn ổn, và tôi cũng an tâm khi biết mẹ ở quê cũng vui khỏe yên bình. Chỉ như vậy mới là sức sống, là động lực để tôi làm việc mỗi ngày. Tôi vẫn nhớ năm trước, khi tìm mua hộp sữa cho mẹ bồi bổ, mẹ cứ tiếc tiền, cứ nói mãi mẹ mới chịu nghe. Vậy rồi tôi cũng quen chọn Calosugo là người bạn đồng hành của tôi hơn một năm nay. Tôi sẽ bắt tay ngay để vẽ và may cho mẹ một chiếc áo cuối năm hay trở trời để mẹ khoác lên người. Nghĩ đến đây thôi tôi cũng thấy hạnh phúc. Chẳng cần một chiếc áo gấm kim sa, chỉ cần chiếc áo dệt được sâu 3 tấc lòng con gửi mẹ. Tôi đọc đâu đó được bài thơ này: "Dù có đi vòng quả đất tròn, người mong ta mỏi mòn không có ai ngoài mẹ. Cái vòng tay chở che từ tấm bé, mở rộng dần khi ta lớn khôn thêm. Tiếng mẹ con đọc thế nào mà cao cao núi mà mênh mông trời. Con đi cho trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Hãy biết rằng mình đã rất hạnh phúc khi còn ba còn mẹ, và hãy cố gắng vuông tròn trong nghĩa cử của người con bằng sự quan tâm tinh tế, yêu thương và thăm hỏi. Cảm ơn Calosugon đã luôn là người bạn đồng hành giúp tôi chăm sóc ba mẹ." Các bạn thân mến, với thông điệp cùng Calosua
để quan tâm được duy trì cũng chính là lời yêu thương của nhãn hàng gửi đến những anh chị em luôn hướng mình đến sự quan tâm và chăm sóc ông bà, cha mẹ. Calosugon hân hạnh khi là sợi dây gắn kết sự quan tâm, yêu thương ấy. Hãy chia sẻ cho chúng tôi ngay câu chuyện của bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng tiếp theo. Người cao tuổi thường gặp vấn đề về tiêu hóa. Calosugon cải tiến mới, nguyên liệu chính từ Mỹ, 100% đạm thực vật ít đường giúp tiêu hóa tốt. Bổ sung HMB và glucosamine. Calosugon mới ít đường tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp.